Xin chào cả nhà, lại một em ve chai nha. Con này lý do là em thấy không có pin, thứ nhất, thứ hai là nó không có đường ghim điện để thử nữa nè. Cái chui sạc nó điện thoại, cái chui này nó độc quá. Con này là full nè, full luôn, chưa xài, chưa gắn dán ra như hết này, chưa mở nữa nè. Đó, màn hình còn cực kỳ đẹp nha. Đó, em cảm giác thì không thấy nó bể, nó hư hay nó răng nhau hết đó. Con này thì em bán giá 100.000 cho anh em nào thợ nào ra lấy màn hình, lấy đồ hay linh kiện hay nghiên cứu hay làm ha. Cái này nó bị xúc ra nè. Thông tin của cái sản phẩm này nằm trên đây nè. Ủa, đây ngược ha. Đây, cạnh góc thì không bị bể, không có bung lên ha, không có tháo ra nè. Em quá chuyên gia bán đồ dê chai, thằng này nó có được sạc pin hay gì không biết. Bên đây là ngõ là USB nè. Cái bến là SD card nè. Cái bến là phone nè. Cái đơn là DC 5V nè. À, cái ngõ gì rồi sao không có dây mà em thử. Rồi qua bên đây ha. Bên đây thì này là nút có lớn nhỏ nè. Nè, cục pin nè, cục pin bự chà bá lửa luôn nè. Làm sao thử đây, em cũng không biết luôn, nó thua ha. Này. À, cái nguồn nằm đây nè. Nè, cái mã của nó là WDBF701WM. ME. Em cũng không lao chùi luôn, làm biến thôi. Rồi bạn này thì em bán giá công khai là 100.000 nha. Quý khách cô chú anh chị em nào mà về nghiên cứu hay là biết sửa hay là gì đó thì liên hệ em qua Zalo, Facebook, YouTube, Chợ Tốt, Messenger, TikTok, qua số điện thoại 0939 396 480 ha. Còn là máy tính bảng. Rồi một lần nữa em xin chân thành cảm ơn và xin chào tạm biệt.